thế giới đầy những điều không chắc chắn và thật bối rối để biết đâu là sự thật. Ngay cả người lớn cũng cảm thấy thật khó để sống trong thế giới này. Bạn hãy thử tưởng tượng trẻ em sẽ ra sao khi phải tìm ra lối đi cho chính mình. Chúng tôi nhận thấy thách thức đó và mong muốn giúp thế hệ kế cận xây dựng nền tảng cuộc đời trên lẽ thật không lay chuyển của Phúc Âm, được trang bị sự hướng dẫn từ Kinh Thánh để sống trong thế giới này. Chúng tôi cũng mong muốn trang bị và giúp đỡ các bậc cha mẹ, ông bà, người chăm sóc trẻ và những thầy cô thuộc linh của trẻ là những người đang truyền lại di sản đức tin cho những đứa trẻ quý giá này. Vì lý do đó, năm nay, chúng tôi phát triển những nội dung và tài liệu hầu giúp thiếu nhi gắn kết với lời Chúa để các em được biết Đấng Christ và biết cách sống cho Ngài trong thế giới này. Chúng tôi cũng mong muốn khích lệ gia đình và những người chăm sóc trẻ làm gương cho con em mình trong việc gắn kết với lời Chúa. Hãy cùng cầu nguyện cho thế hệ kế cận sẽ biết Đức Chúa Trời và kết quả cho Đấng Christ. Chúng ta có thể thực hiện điều đó cùng nhau. Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ? Chúng ta sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài và các phép màu mà Ngài đã làm. Thi Thiên 78 câu 4.